Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, một chiếc tàu do Hoa Kỳ làm chủ đã trúng hỏa tiễn ở tại Yemen theo tường trình của Bộ Quốc phòng cho biết. Bản tin từ Bộ Quốc phòng cho biết tìm một chiếc tàu do người công dân Hoa Kỳ làm chủ ở vùng vịnh Aden đã bị trúng hạ hỏa tiễn từ Yemen vào ngày thứ hai. Trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ cho biết chiếc tàu này có tên là MV Gigrapta Eagle, được xem là một trong những cái tàu cấm cờ của Marshall và đang thực hiện cái tiến tình qua đây và chiếc tàu này làm chủ bởi egoberg một cái uh, công ty ở nằm ở Stamford, ở Connecticut và là một công ty vận chuyển hàng hóa. Và trong ngày 15 tây khoảng 4 giờ chiều thì lực lượng hồi giáo Houthi do Iran hỗ trợ đã bắn một cái hỏa tiễn chống tàu chiến từ ở cái khu vực do phía Houthi kiểm soát ở tại Yemen và đã bắn trúng vào chiếc MV Gipprata Eagle và một chiếc tàu cấm cờ của Marshall do Hoa Kỳ làm chủ và điều hành cái công ty vận chuyển và hàng hóa này, một trong những cái uh, Thông báo từ phía của lực lượng à, trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ ở tại đây cho biết và đây là tấn, tấn công thứ 30 của nhóm hồi giáo Houthi kể từ ngày 19 tây tháng 11 và lực lượng à, gọi là à, của Anh có tên gọi là UKMTO tức là lực lượng à, à, chiến dịch hàng hải bảo vệ hàng hải và mậu dịch của Anh à, cho biết là họ cũng xác nhận là cái à, vụ này đã diễn ra cách cái bờ biển của vùng vịnh Aden là khoảng 110 dặm và UKMTO cũng đã cho biết rằng là họ cái biến cố này diễn ra ở cái tọa độ là 95 NM ở phía đông nam của Aden theo tường trình đã cho biết là họ đã bị trúng một cái hỏa tiễn từ phía của Yemen và các giới chức đang điều tra và chiếc tàu này đang di chuyển với một sự lưu ý và trong đó chưa có báo cáo về những thiệt hại ở trên chiếc tàu này lực lượng chỉ huy của Hoa Kỳ cho biết chiếc cái hỏa tiễn này bắn ra từ Yemen vào buổi sáng sớm tuy nhiên vẫn không cho biết rằng là nó sẽ thiệt hại như thế nào đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay các lực lượng công lực đã không có à, gọi là cản trở và không có để cho nhân vật các uh, nhân viên của liên bang là CPP từ việc mà cả, gọi là hỗ trợ cho các, các, các di dân bất hợp pháp. Chính quyền Texas đã bác bỏ lời cáo buộc à, nói rằng là lực lượng của tiểu bang đã đối phó và ngăn cản các nhân viên tuần tra biên giới bảo vệ biên giới cứu những di dân đã bị kẹt ở dòng sông Rio Grande vào ngày thứ sáu. Bộ an ninh nội địa trong ngày thứ bảy đưa ra một thông báo nói rằng là lực lượng vệ binh của tiểu bang đã không cho phép lực lượng tuần tra biên giới vào để cứu các di dân theo tường trình của tờ đời Hill và trong ngày thứ năm thì à, lực lượng này đã ngăn chặn tất cả những nhân, nhân viên của liên bang à, sẽ bước vào trong cái cowboy park ở Eagle Park Texas trong đó là được à, chịu trách nhiệm về việc mà bảo vệ an ninh biên giới và để à, bà, gọi là đối phó với tình trạng lời kêu gọi của chính phủ Mexico thì lực lượng tuần tra biên giới đã bị à, rào cản bởi các viên chức của tiểu bang Texas khi bước vào công viên này và chính sách của thống đốc tiểu bang Texas là gây nguy hiểm vô nhân đạo trong việc mà gọi là ngăn cản các nhân viên liên bang vào trong đây để mà cứu các di dân bất hợp pháp. Đó là một trong những cái bản thông báo của DHS tức là Bộ An ninh Nội địa đưa ra. Và DHS cho biết là chính quyền Mexico đã phục hồi và đã thu hồi được ít nhất là thi hài của ba người này, gồm một phụ nữ và hai trẻ em. Và Bộ Tư pháp cáo buộc trong ngày thứ Sáu trong một đơn kiện là yêu cầu ngăn chặn nhân viên liên bang vào trong công viên này là đẩy tình trạng di dân, di dân vào tình trạng nguy hiểm, bởi vì à, lực lượng tuần tra biên giới không thể à, bước chân vào công viên này để mà tiến sát biên giới và phía Texas đã gây ảnh hưởng với à, cái công việc của lực lượng tuần tra biên giới quan sát và kiểm soát cái à, lực lượng di dân và trong đó gần như là đã gây nguy hiểm cho các à, cư dân. Trong khi đó thì à, giới quân sự, cái cơ quan đặc trách về quân sự của Texas trong ngày thứ Bảy đã nói rằng một trong những đơn vị của họ đã tìm kiếm ở dòng sông này khi được báo động bởi cơ quan CPP, tuy nhiên là không kiếm thấy bất kỳ một di dân nào theo tường trình của tờ Đời Và trong thời gian này, thì à, lực lượng quân sự của texas và giới chức an ninh đã đi dọc theo dòng sông quan sát để mà có thể à, tìm kiếm các di dân tuy nhiên thì họ chúng ta đã không thấy được tất cả những cái gì mà phía bộ à, an ninh nội địa đã đưa ra đó là bản và thông báo của lực lượng quân sự texas đã đưa ra sau khi bị cáo buộc là cản trở nhân viên của cpp đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay chủ tịch của hạ viện mike johnson đã lên tiếng và yêu cầu đuổi việc với bất kỳ một nhân viên nào của liên bang mà bỏ công việc của mình để mà à, tham gia một cái cuộc biểu tình chống lại cái à, cuộc chiến của do thái tại giải dạ, tại gaza tức là hỗ trợ cho người palestine chủ tịch của hạ viện là ông mike johnson đã chỉ trích chính quyền liên bang trong thời gian gần đây là có một số những nhân viên này dự tính là sẽ bỏ ra và không làm công việc của họ để ủng hộ cho cái gọi là người Parasite. Bất kỳ một nhân viên của liên bang nào mà bước ra khỏi công việc của họ để mà phản đối Hoa Kỳ ủng hộ cho đồng minh Do Thái và bỏ mặt cái trách nhiệm của họ lạm dụng cái niềm tin của những người trả thuế, họ sẽ phải bị đuổi việc. Đó là lời phát biểu của ông Johnson đã đưa ra vào ngày hôm qua 14 tay trên trang Platform X và chủ tịch ủy ban giám sát của hạ viện và tôi sẽ làm việc chung để chắc chắn rằng các nhân viên của chính quyền liên bang sẽ không có hành động nào À, rời khỏi công việc của họ. Ông đã nói uh, như trên sau khi mà ông đã đề nghị ông James Comer là một người sẽ phụ trách chung trong việc này. Lời phát biểu của chủ tịch hạ viện đưa ra sau khi có một cái dòng tweet uh, của Joyce Karam là một uh, giới chức uh, edit uh, cao cấp tức là một tổng biên tập của tờ Al Monitor cho biết là sẽ có hàng trăm nhân viên của chính quyền liên bang sẽ bỏ công việc vào ngày thứ ba. À, trong việc mà nó là cái chính sách phản đối cái chính sách của ông Biden ở tại à, giải Gaza trong đó tổng cộng là nhân viên của 22 cơ quan của chính quyền liên bang dự tính sẽ tham gia vào tình trạng đình công này theo lời của bà này đưa ra trong ngày 13 tây tháng 1 vừa qua và trong danh sách thì à, an monitor cho thấy là các cái cơ quan của chính quyền liên bang bao gồm cả cơ quan đặc trách về an ninh quốc gia tức là National Security Agency gọi tắt là NSC, văn phòng của tổng thống và cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu của hải quân cũng như là cái cơ quan đặc trách về quyền công dân và di trú của Hoa Kỳ cũng như là bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ an ninh nội địa và kể cả bộ cựu chiến binh và việc mà đình công này có thể sẽ là một cái uh, cuộc gọi là bị cấm bởi uh, chính quyền liên bang và là uh, vốn là cấm không được phép đình công và trong cái uh, title số 5 section 711 theo cái luật của Hoa Kỳ bất kỳ một cá nhân nào mà có một cái vị trí trong chính quyền liên bang hoặc là chính quyền của Washington DC nếu như mà có hành động đình công À, hoặc là và, và, và thực hiện cái quyền đình công chống lại chính quyền của Hoa Kỳ à, sẽ sẽ bị trừng phạt đó là một trong những cái uh, chi tiết ở trong cái luật lệ của Hoa Kỳ và trong cái thai thuận 18 xét sinh 1918 đã mô tả việc trừng phạt này vi phạm vào cái xét sinh của 737311 là sẽ bị trừng phạt và trong đó thì việc mà đình công của chính quyền liên bang à, vốn đã không diễn ra trong vòng 4 thập niên qua À, kể từ năm 1981, sau khi có 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu của Hoa Kỳ đã tham gia cuộc đình công đòi hỏi trả tiền và cái thời gian làm việc, và trong thời gian đó thì cử tổng à, lúc đó thì tổng thống Reagan đã to, đã tuyên bố là cuộc đình công này là đe dọa tới an ninh quốc gia và đã đuổi việc 11.000 công nhân ban cấm họ không được phép làm việc cho chính quyền của liên bang và giờ đây thì tính à, tới phiên ông chủ tịch của hạ viện là Mike Johnson đã lên tiếng cảnh cáo bất kỳ một nhân viên nào bước ra đình công để mà phản đối chính sách của chính quyền liên bang liên quan tới vấn đề của Gaza và uh, của do thái cũng như là của Palestine thì sẽ bị đuổi việc đó là một trong những cái uh, lời khẳng định của ông Mike Johnson đã đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bộ trưởng uh, Bộ Quốc phòng cần phải được chăm sóc thêm đó là lời khẳng định của bác sĩ Phát công viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby trong ngày Chủ nhật cho biết là ông bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin sẽ phải được cần chăm sóc thêm theo lời của bác sĩ cho biết. À, chúng tôi thấy rõ là ông ta đã có thể sẽ được xuất viện và trước đó họ có cảm giác rằng ông ta cần phải được chăm sóc thêm là một phần trong cái việc mà điều trị cho ông. Đó là lời phát biểu của ông Kirby đã phát biểu trong chương trình phép the Nation của đài CBS và ông Kirby cho biết là đã có những cuộc đối thoại và nói chuyện giữa ông Joe Biden và ông Austin và ông ta, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục nằm trong bệnh viện để được điều trị và ông ta vẫn nằm trong tình trạng gọi là có một cái sức khỏe tốt theo tường trình của Ngũ Giác Đài đưa ra vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, họ không cho biết ngày nào thì ông ta chính thức xuất viện. Năm nay 70 tuổi, ông ta đã bước vào trong cái Water Rift National Military Medical Center ở tại Maryland từ ngày 22 tây tháng 12 vừa qua để mà điều trị cái bệnh gọi là cancer tức là bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ông ta đã quay trở lại cái bệnh viện này vào ngày 1 tây để có một cái cuộc giải phẫu cho cho cái bệnh của ông ta và ông Joe bên trong ngày thứ sáu nói rằng ông ta vẫn tin tưởng Austin bất kể là ông ta không đồng ý việc mà ông Austin đã che giấu việc ông ta vào trong bệnh viện giải phẫu cấp cứu đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các chuyên gia đã thúc giục ông Mike Johnson là phải chống trả lại cái chính sách Green New Deal của ông Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì một nhóm hoạt động cho môi trường cánh hữu và các tổ chức về năng lượng đã thúc giục ông chủ tịch của Hạ viện và lãnh đạo của Hạ viện tại đảng của Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện là nên phản đối cái chính sách về năng lượng xanh của ông Joe Biden. Trong năm 2023 thì các chuyên gia về khí hậu môi trường cho rằng là đã có thiếu hành động bởi cái chính sách Green New Deal của ông Joe Biden, trong đó gần như là đã gây ra nhiều thảm kịch đó là một lá trong những cái nội dung mà lá thư đã gửi cho ông Mike Johnson và kể cả chủ tịch khối đa số tại Hạ viện là dân biểu Steve Scalise. Lá thư này cùng với lại 13 trang trong đó báo cáo về tình trạng mà có những cái thổi phòng về cái tình trạng năng lượng, tình trạng về khí hậu môi trường và trong đó gần như là thúc đẩy cái nghị trình về năng lượng xanh của ông Joe Biden trong đó thì gần như là không có một cái tin tức nào mới về những cái thảm kịch mà do xe điện gây ra và trong đó cái nguồn cung cấp bao gồm luôn cả việc mà sử dụng cái nguồn nhà trẻ em trong cưỡng bức lao động ở tại Congo nơi mà Đảng Cộng sản đã kiểm soát tất cả những cái nguyên khoáng sản tại đây để và tình trạng giá cả tăng cao cũng như là tình trạng mà cho phép các cái kỹ nghệ năng lượng xanh đã thúc đẩy và khiến cho mất nhiều việc làm và chúng tôi kêu gọi ông chủ tịch qua viện là phải có chính sách ngăn cứng rắn hơn để ngăn chặn tất cả những cái nghị trình green new deal của ông Joe Biden. Những người trả thuế đã phải trả cái giá tiền xe cho 50.000 một chiếc xe EV trong vòng 10 năm vừa qua và tình trạng mà sử dụng cái nguồn gọi là năng lượng của gasoline tức là xăng là khoảng 17 đồng 33 sen và điều này cho thấy nó là một thảm kịch kể từ khi mà xe điện xuất hiện và điều này sẽ không cải thiện được cái tình trạng của môi trường, ngược lại đẩy cái mức sống của người dân lên cao hơn. Đây được xem là nội dung lá thư mà họ gửi cho ông Mike Johnson và kêu gọi ông Mike Johnson là phải có hành động ngăn chặn tất cả những cái chính sách Green New Deal của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà biện lý Fanny Willis đã lên tiếng biện hộ cho cái mối tình cảm lãng mạn của bà ta với công tố viên mà bà ta đang làm việc chung trong vụ án của ông Trump và bà ta đổ trách nhiệm về về cái uh, tin tức này là do cái tình trạng gọi là có hành động cực đoan nhắm vào bà ta. Biện lý của quận và Fulton County là bà Fanny Willis đang đối diện với cáo buộc đã có hành động thiếu đạo đức trong cái vụ án bà ta đang tìm cách truy tố cựu tổng thống Trump và các uh, À, các người đàn chung với ông đã lên tiếng bảo vệ cho việc bà ta bổ nhiệm cái công tố viên đặc biệt có tên gọi là Nathan West theo tường trình của tờ The Hill phát biểu vào ngày thứ hôm chủ nhật vừa qua trong một cái nhà thờ gọi là Big Bethel AME bà Willis đã không trực tiếp giải thích về cái mối quan hệ tình cảm của bà ta với ông West trong đó thì bà ta nói rằng bà ta là một nạn nhân của một cái chủ nghĩa tấn công mà cực đoan. Đây được xem là lời giải thích của bà ta đã đưa ra ngay sau khi mà bà ta bị phanh phui về mối tình cảm lãng mạn của bà ta và tiền bà ta chi ra từ ngân quỹ của liên bang cho tất cả những công tố viên độc lập mà bà ta bổ nhiệm để mà điều tra và truy tố đối với ông Trump. Bà ta nói rằng đây là một cái hành động cực đàng thiên vị và gây ảnh hưởng tới cái vụ án của bà và nói rằng bà ta với ông ta quét đang thách có những cái thách thức trong cái việc cáo buộc bà ta đã có sự ngoại tình với ông này và ông này vốn là một người đã có vợ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã tạm thời dừng lại cái việc mà gọi là uh, buộc tội ông hunter biden về cái tội khinh thường quốc hội và trong đó họ có thể tống một cái trác hậu mới sau khi luật sư của ông ta đồng ý Bản tin mới nhất cho biết thì các chủ tịch của các quỹ ban của Hạ Viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã dừng lại tạm thời cái việc mà thực hiện cái tiến trình buộc tội ông Hunter Biden về tội khinh thường quốc hội sau khi mà có một lá thư được gửi ra vào ngày 14 tây bởi chủ tịch của quỹ ban Nga tư pháp là ông Jim Jordan và chủ tịch ủy ban giám sát và trách nhiệm của hạ viện là ông James Comer loan báo là họ sẽ tống một cái tác hầu mới cho ông Hunter Biden trong cái cuộc điều trần của ông ta sau khi luật sư của ông ta đã nói rằng là sẵn sàng sẽ đáp ứng cái tác hầu của phía hạ viện và hiện nay ông James Comer và ông Jim Jordan đang chuẩn bị à, bà, quay trở lại và buộc ông Hunter Brand phải xuất hiện ở trên cái quỹ ban và họp kính của Hạ viện. Và trong đó họ đòi hỏi là phải nhắm vào cái việc mà ông này phải sẽ khai ra tất cả những cái quan hệ của ông ta. Và họ đồng ý là hợp tác chúng ta có thể làm việc ở trong cái ngày mà thẩm vấn đối với ông ta. Các chủ tịch đã lên tiếng cho biết như trên và họ đề nghị các lãnh đạo của Hạ viện là sẽ thảo luận tất cả những chuyện này trước khi mà họ đưa ra quyết định vào năm năm ngoái tức là ông ngày 13 tây tháng 12 thì ông hinton đã à, không đáp ứng hai cái tác hầu của hạ viện để mà ra điều trần kính và đòi hỏi một cuộc điều trần công khai sau đó thì ông ta xuất hiện ở phía trước tòa nhà quốc hội và ngay sau khi mà các ủy ban đã bỏ phiếu đồng ý là sẽ buộc tội ông ta về cái à, tội khinh thường quốc hội và chuẩn bị đưa ra toàn bộ sàn hạ viện thì giờ đây luật sư của ông ta đã rút lại và đã yêu đồng ý là sẽ cho phép ông ta ra điều trần kín và việc này dẫn tới các chủ tịch của các quỹ ban đã dừng lại cái việc mà buộc tội Hunter Biden về cái tội khinh thường quốc hội và chọn một cái ngày khác để tống một cái tác hầu cho ông ta ra điều trần ở trên sàn hạ viện đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Joe Manchin cho biết là cuộc chạy đua của đảng thứ ba sẽ chờ đợi cho tới ngày Super Tuesday. Đó là lời khẳng định của ông Joe Manchin. Ông Joe Manchin trong ngày Chủ nhật đã không loại trừ vào giờ chót. Ông ta sẽ là ứng cử viên của đảng thứ ba trong cuộc tranh cử năm 2024 vào ghế tổng thống. Tuy nhiên, ông nói rằng bất kỳ một quyết định nào cũng đều phải chờ tới sau khi mà có một cái kết quả bầu cử của Super Tuesday vào ngày 5 tây tháng 3. Bất kỳ một cái sự xuất hiện nào của đảng thứ ba đều phải rõ ràng và định nghĩa là phải chờ sau cái ngày Super Tuesday, tức là cái ngày mà thứ ba siêu thứ ba của ngày 5 tây tháng 3 và vị à, thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia à, người đang tìm cách gọi là có thể sẽ trở thành ứng cử viên của đảng thứ ba và trong đó ông nói rằng chúng ta sẽ à, nhìn tìm xem ở cái điểm này như thế nào hiện nay thì các đảng đang làm việc rất nhiều với các ứng cử viên và tôi nghĩ rằng khi mà nhìn vào ngày Super Tuesday thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ làm như thế nào và có cơ hội trong vòng 2 tháng tới và wait and see tức là chờ xem như thế nào và tuy nhiên thì ông nói rằng ông vẫn không có loại trừ cái quyết định là có thể đại diện cho đảng thứ ba ra tranh cử vì thượng nghị sĩ này đã không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia thay vào đó thì ông ta đã đi vận động ở một số tiểu bang để quan sát xem Liệu ông có ra tranh cử chức tổng thống năm 2004 với một cái đảng độc lập hay không? Và trong đó người ta tiên đoán ông sẽ đại diện cho No Labor. Tôi rất là yêu à, đất nước của tôi đã có quá nhiều người bỏ phiếu cho Donald Trump và tôi nghĩ rằng điều này nó sẽ co, có một cái... Uh... À, tình trạng gọi là phức tạp cho đất nước của chúng ta và tôi muốn chắc chắn rằng người dân có sự lựa chọn. Ông đã nói chuyện với đài truyền hình CBS và ông nói rằng phải chờ cái ngày Super Tuesday thì mới quyết định là có một ứng cử viên của Đảng thứ ba hay không. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của ông Joe Machine đã đưa ra sau khi mà ông nói rằng ông đã quan sát với những tiểu bang chiến lược, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trước khi mà có cuộc gọi là bình bầu của tiểu bang Iowa trong ngày hôm nay 15 tây tháng 1 năm 2024 thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio là người mới nhất đã đến endorse ông Trump trước khi có cuộc gọi là bình bầu ở tại tiểu bang Iowa. Trước khi có cuộc bình bầu ở tại uh, tiểu bang Iowa thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa tại Florida đã chính thức endorse cựu Tổng thống Trump là đại diện của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Khi mà trong ông Trump ở Tòa Bạch Ốc lần thứ nhất tôi đã làm việc một loạt những chính sách với ông trong nhiều năm trong đó bao gồm luôn việc mà giảm gia tăng cái mức thuế tín dụng dành cho chăm sóc trẻ em cũng như gia tăng lệnh cấm vận đối với chính quyền của cuba và venezuela và bởi vì à, vị tổng thống này à, à, vị tổng thống hiện nay chúng ta đang có không quan tâm tới những cái à, trường hợp này ông rubio đã phát biểu trên trang platform x tôi ủng hộ ông trump bởi vì đây là một trong những lãnh đạo mà chỉ có người này chúng ta mới có những hành động và sẽ điều chỉnh tất cả những cái thảm kịch mà ông joe biden đã tạo ra và đây là thời gian mà chúng ta làm việc để mà đánh bại cho joe biden cũng như là cứu lại người dân hoa kỳ ông rubio đang có một cái gọi là một cái tính chất trước đây từng chỉ trích ông trump tuy nhiên ông cũng là một trong những người đã từng cạnh tranh với ông Trump năm 2016 và nói rằng à, ông Trump vốn là một người à, được xem là đáng để ra tranh cử và ông Trump sau đó đã tái tranh đã ủng hộ cho ông Rubio trong cuộc tái tranh cử của ông ta và ông Rubio đã thắng và giờ đây thì Rubio đã chính thức endorse cựu tổng thống Donald Trump. Như vậy đã ra hai thượng nghị sĩ Rick Scott và Rubio đồng loạt đã hỗ trợ cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay, đa số ở quốc hội đảng cộng hòa đã hậu thuẫn cho cựu tổng thống Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu tổng thống Trump lại có thêm sự đốt của đa số thành viên đảng cộng hòa tại quốc hội theo tường trình của tờ Politico. Nữ uh, dân biểu Julia Letlow của đảng cộng hòa tại Louisiana đã chính thức endorse ông Trump vào ngày chủ nhật và trong đó ông Trump đã có 135 thành viên trong quốc hội uh, đã đã hỗ trợ cho ông trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Từ lúc đầu, Tổng thống Trump đã được sự ủng hộ của tất cả mọi người và kể cả tôi. Và trong những tháng gần đây, ông Trump đã gọi cho tôi và yêu cầu sự endorse. Và tôi là một người đã quyết định ủng hộ cho ông Trump. Đó là lời phát biểu của bà đã đưa ra. Trước đó thì ông Marco Rubio cũng cho biết là ông ủng hộ cho ông Trump và ông Trump là người duy nhất có thể điều chỉnh tất cả những cái chính sách thất bại và thảm kịch của Joe Biden. Cùng một lượt thì à, Thượng nghị sĩ Jim Rich của Đảng Cộng Hòa tại Idaho Ngày thứ bảy cũng đã loan báo là ông đã ủng hộ cho ông Trump để ra tranh cử tổng thống và như vậy ông Trump đã có tổng cộng 111 cả người ở Hạ viện và 24 thượng nghị sĩ ở Thượng viện ủng hộ cho ông và không có một thượng nghị sĩ nào ở trên sàn Thượng viện ủng hộ cho Ron DeSantis hay Holly và chỉ có 5 thành viên Đảng Cộng hòa ở dưới Hạ viện là endorse cho bà ông Ron DeSantis và một người endorse cho bà Holly trong khi đó thì được xem là một trong những văn phòng đại diện của ông Trump bán chính thức ở tại quốc hội nhân vật này có tên là Brian Shark. trước đó cho biết rằng là ông Trump đã có thể nỗ lực thắng được tất cả sự ủng hộ của quốc hội Hoa Kỳ đây được xem là một trong những cái tin tức mà diễn ra giữa lúc mà Iowa đang có cuộc bình bầu chọn người ra làm đại diện cho đảng cộng hòa tranh cử tổng thống cùng một lượt thì các nhà quyên góp chánh của đảng cộng hòa ở tại Iowa đã chính thức endorse ông Trump Bản tin mới nhất cho biết thì những nhà quyên góp của đảng Cộng Hòa ở tại Iowa, trong đó gồm người đứng đầu <laughs> có tên là Bruce Ratexter đã lên tiếng trong ngày thứ Bảy là ông có cái sự ủng hộ toàn diện cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 đại diện cho đảng Cộng Hòa. Trong một cái cuộc hội nghị bàn tròn được tổ chức bởi hãng thông tấn Bloomberg vào ngày 13 tây tháng 1 vừa qua, thì ông Ratexter nói rằng ông tin rằng tổng thống Trump là một tổng thống có khả năng kiềm chế và có thể giúp cho cái kỹ nghệ nông sản của quốc gia và không có một có ứng cử viên nào có thể làm tốt hơn trong cái kỹ nghệ nông nghiệp hơn cựu tổng thống Donald Trump. Đó là lời phát biểu của thương gia ở tại đây và ông được xem là một trong những nhà donor tức là một trong những nhà quyên góp của đảng cộng hòa và người dân Iowa biết được rằng ông Trump đã đứng về phía của họ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp của tiểu bang Iowa ông rastatter lên tiếng và nói rằng cựu tổng thống trump có thể sẽ giúp cho tiểu bang này giảm đi tình trạng lạm phát quá cao và cơn khủng hoảng tại biên giới tôi cần ông trump quay trở lại và người đàn ông này có thể chỉ duy nhất là giúp được cho đất nước chúng ta đó là donald trump đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mới nhất của giới à, quyên góp tiền bạc cho đảng cộng hòa ở tại iowa và lời phát biểu này được đưa ra hai ngày trước khi mà tiểu bang Iowa có cái cuộc bình bầu ai là người đại diện cho họ trong cuộc bầu cử tổng thống đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cho tới giờ phút này thì đang có một cái cuộc gọi là bình bầu diễn ra tại Iowa thì cuộc thăm dò mới nhất của Morning console cho thấy ông Trump đã có 57 điểm à, cao nhất ở trong cái cuộc gọi là bình chọn của người dân ở tại Iowa. Cựu Tổng thống Trump đã đạt cái mức 57% so với lại những người đối thủ của ông theo một cái cuộc thăm dò mới nhất và cuối cùng của Morning Consult đưa ra, trong đó đã được công bố trước khi mà Iowa bắt đầu cái cuộc gọi là bình chọn ai là người đại diện cho Đảng Cộng Hòa và trong đó ông Trump đã có 69% các cái cử tri và những người đại diện của Đảng Cộng Hòa hỗ trợ cho ông so với những đối thủ. Trong đó thì ông Trump được 69%. Cựu thống đốc tại South Carolina bà Nikki Haley được 12% và thống đốc của tiểu bang Florida được 11%, ông Vivek Ramaswamy được 5% và cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là Hutchinson chỉ được có 1%. Trong khi đó thì ông Chris Christie đã rút ra khỏi cuộc tranh cử, tuy nhiên ông vẫn nhận được 1% và cuộc thăm dò này cho thấy gần như là ông Trump đã thống trị và theo cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy ông Trump dẫn đầu ít nhất là 50 điểm. Ông đồng thời đã nhận được 58% từ tháng 11 trong cuộc tổng tuyển cử của Iowa khi mà chống lại ông Trump và theo tường trình của Money Console gia tăng 8 điểm từ lúc mà ông đã được hỗ trợ na vào tháng 11. Ron DeSantis là người thứ hai, 41% của các tiềm năng cử tri của đảng cộng hòa ủng hộ cho ông trump và 24% hậu thuẫn cho ramaswamy, 15% hậu thuẫn cho bà nikki haley theo tường trình cho biết đó là cái trường hợp mà nếu như mà ông trump chỉ riêng ở tiểu bang iowa và cuộc thăm dò này đã thực hiện với 3.926 những cử tri tiềm năng sơ bộ của đảng cộng hòa từ ngày 11 cho tới ngày 13 tây tháng 1 và kết quả này có mức sai biệt cộng trừ 2% đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là bản tin quan trọng trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Như đã dự đoán trước, thì Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ tái xuất hiện trở lại trong cái kỳ họp bất thường của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Bản tin mới nhất từ Việt Nam cho biết sau vài ngày đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và có những lời đồn ông ta đã qua đời thì bất ngờ trong ngày 15 tây trong cái phiên họp lần thứ 5 bất thường của cái quốc hội khóa 15 thì Nguyễn Phú Trọng đã có mặt để dự cái lễ khai mạc này. Trước đó thì có nhiều tin đồn đoán cho rằng ông ta đã qua đời từ hôm 12 tây tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên thì à, nguồn tin xác nhận từ ở cái à, ít nhất là từ TNP Channel, ít nhất là từ TNP Channel và à, chưa được xác nhận bởi các công ty truyền thông độc lập thì ông Nguyễn Phú Trọng thật sự có suy sụp về sức khỏe và họ phát hiện được trong người ông ta có một cái bú nguy hiểm và họ đã yêu cầu xạ trị cho cái bú nguy hiểm này và hiện nay thì gần như là cái thủ tục xạ trị có vẻ đã thành công và ông ta đã vượt qua được và đã xuất hiện lại trên sàn của hạ viện ừ, trên sàn của Quốc hội Cộng sản Việt Nam xin lỗi quý vị. Và hiện nay thì sự xuất hiện này có phải là sự xuất hiện một lần để trấn an công chúng sau đó lui về tiếp tục xạ trị hay là ông ta thật sự đã khỏe mạnh trở lại thì vẫn là còn một câu hỏi tuy nhiên thì bức hình của ông xuất hiện ở trên cái quốc hội của cộng sản việt nam đã bác bỏ tất cả những cái đồn đoán cho rằng ông ta đã tắt thở qua đời từ hôm 12 tới tháng 1 và điều này cho thấy rằng là cộng sản việt nam luôn giấu kín tất cả tin tức liên quan tới sức khỏe của những kẻ đứng đầu trong quần máy cai trị và giờ phút này thì vẫn chưa ai biết được Nguyễn Phú Trọng xuất hiện chỉ là mang hình thức trấn an dư luận sau đó lui về tiếp tục điều trị trong bệnh viện hay là ông ta thật sự đã khỏe lại thì và câu hỏi này vẫn còn là một câu hỏi mà người dân việt nam đang quan tâm và cư dân mạng tại việt nam đang quan tâm tuy nhiên thì nguyễn phú trọng đã không có chết giống như những, những lời đồn đoán trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, nhà đầu tư đã không còn bỏ tiền vào thị trường chứng khoán sau khi mà có những cái đồn đoán về tình hình chính trị tại Việt Nam và kinh tế khủng hoảng tại Việt Nam. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết tất cả những cái nguồn đầu tư vào thị trường chứng khoán đồng loạt đã rút ra và khiến cho thị trường này đã bị sụp điểm vào sáng ngày thứ hai sau khi mà có rất nhiều những đồn đoán liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và tình hình bi quan của nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơn khủng hoảng. Đây được xem là một cái dấu hiệu cho thấy là Cộng sản Việt Nam đang phải đối diện với sự bế tắc về tình trạng gọi là nền kinh tế không có thể có lối thoát cũng như là thị trường chứng khoán đã dần dần mất niềm tin của giới đầu tư và họ rút ra gần như là họ bán nhiều hơn là họ mua vào và điều này cho thấy rằng là à, cái thị trường chứng khoán của Việt Nam đã mất đi cái niềm niềm tin của công chúng cũng như công chúng đang dần dần không còn tin tưởng vào cái hệ thống tiền tệ của cộng sản Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm một nguyên thẩm phán là một cựu đảng viên của Đảng Cộng sản đã bị bắt về tội tàn trữ ma túy người này có tên là Nguyễn Thành Dũng, vốn là nguyên thẩm phán của khu vực ở Gia Lai, đã bị bắt giữ và bị điều tra về tàn trữ các cái ma túy. Trong đó thì ông này vốn đã đệ đơn và xin nghỉ việc từ cái hôm đầu tháng từ 1 tới bây giờ. Và cuối cùng thì đơn nghỉ việc của ông ta đã được chấp thuận. Ông này vốn là một đảng viên của Cộng sản ở tại khu vực Gia Lai. Và đây là một cái trường hợp mới nhất đã được công khai cho thấy là đảng viên đã sử dụng ma túy. Tuy nhiên, thì vẫn chưa có một cái chính sách nào ra sát lại trong tổng số là 4 triệu đảng viên của Cộng sản Việt Nam, trong đó có bao nhiêu đảng viên đang bị nghiện ma túy, sử dụng ma túy. Con số này thì báo Thanh niên và những tờ báo trong nước đã không dám đăng ra và họ chỉ đưa những trường hợp cá biệt của những nhân vật được xem là đảng viên Đảng Cộng sản đã có hành động gọi là dùng ma túy và lạm dụng ma túy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!